Quý vị có con, quý vị để ý rồi, mình dạy nó không nghe đâu, nhưng mà nó ra đường đó là nó, bạn nó nói là nó nghe hết, mà mình trong nhà nói nó không nghe, bạn bè nói nó nghe. Là tại sao? Bởi vì cái tuổi trang lứa với nó, nó 15, 17, 20 tuổi, 30 tuổi thì cái trang lứa của nó. Còn mình thuộc về cái thế hệ lạc hậu rồi. Cho nên ở trong gia đình á, nó có hai cái thế hệ là trẻ với già, bao giờ cũng xung đột, khó lắm. Cho nên thiền sư Nhất Hạnh dạy chúng ta đó, là phải dùng cái phương pháp lắng nghe. Lắng nghe tức là mình cũng phải nghe những cái băn khoăn của chúng nó. Vì tuổi của chúng nó là cái tuổi trưởng, mới trưởng, trưởng thành mà. Nó có cái khát vọng của nó, nó có cái ước mơ của nó, có những cái điều kiện của nó. Mà người cha, người mẹ không chịu lắng nghe là hai cái thái cực này dứt khoát không bao giờ hòa hợp được. Rồi chúng nó cũng phải lắng nghe. Ba mẹ cũng có cái nỗi khổ của ba mẹ. Người lớn có cái khổ của người lớn, người nhỏ có cái khổ của người nhỏ. Tức là chúng nó cũng phải lắng nghe những cái nỗi khổ của ba mẹ. Mình mắc nợ nó không biết, mình khổ nó không biết, mà cứ nó muốn đòi hỏi cái nhu cầu để mình đáp ứng cho nó, không được thì nó bất mãn. Thế thì một cô con gái làm cái lễ sinh nhật mà cô tuyên bố với bà mẹ thế này: con báo cho mẹ biết lễ sinh nhật con kỳ này con mời 100 khách đó. Bà mẹ bà nói gì dữ vậy con? Mình là Phật tử, cái chuyện ăn xài này kia khác nọ mình còn phải tiết kiệm dành dụm để tổ. Thế bà mẹ bà nói có đạo lý quá mà. Nó bất cần nó lên lên, bà nói thôi bây giờ làm cái lễ vừa phải thôi. Tức là nó lên lầu, nó đóng cửa, nó xé nát 2 triệu bạc, nó uống thuốc, nó chết. Uống thuốc là vì nó không chịu lắng nghe. Người lớn lắng nghe người nhỏ, người nhỏ cũng phải lắng nghe người lớn. Tức là có cái sự thông cảm với nhau thì mới có thể hòa thuận. Cho nên cái người bạn lành nó có cái tác dụng, tức là gần gũi và cùng với cái trang lứa, cho nên dễ cảm hóa. Nhưng nó có ở một cái điều như thế này. Tôi nói cái điều thế này để quý vị lưu ý. Khi con mình còn nhỏ, mình cấm không cho nó chơi với bạn bạn xấu, dứt khoát không cho. Nói rõ ràng, gần mực đen gần đèn sáng, cho nên cấm không cho con mình giao du với cái bạn xấu. Nó xấu lắm, đừng có chơi với nó. Nó ăn cắp đó, chơi nó rồi có ngày ăn cắp như nó nữa. Nhưng mà khi con mình lớn rồi, học hành, nó có trình độ rồi, nó thành nhân rồi, thì mình lại khuyên sao con không chơi với nó, gần gũi với nó, để mà can dứt nó, khuyên lơn nó, dẫn dụ nó trở nên con người tốt. Tức là có hai cái trường hợp khác. Lúc mà con mình chưa có trí khôn, chưa đầy đủ, vững vàng, thành nhân thì chúng ta sợ, không cho nó giao du với bạn xấu. Nhưng mà khi nó thành nhân rồi, nó đủ điều kiện rồi, nó khôn rồi, thì mình phải khuyến khích cho con mình nó lân la với cái bạn xấu đó. Để gì? Để khuyến hóa nó trở thành người tốt. Cho nên làm bạn tốt nó có một cái tác dụng rất là. Như vậy đồng tu của chúng ta, trong đạo giáo chúng ta Đức Phật dạy: bạn lành nương cậy thầy tà lánh xa. Bạn lành nương cậy thầy tà lánh xa. Mình nương với người bạn tốt, bởi vì mình chưa phải là thánh nhân quý vị. Nếu chúng ta là thánh nhân rồi, Bồ Tát thì trà đình tửu niếm vô phi thanh tịnh đạo tràng. Hàng Bồ Tát bất thối chuyển thì những cái tệ nạn xã hội bất cứ chỗ nào cũng là đạo tràng của Ngài giáo hóa. Chúng ta chưa được như vậy thì chúng ta không nên vô. Họ độ lại là chết à. Vô đó nó độ cái là chết à. Mình chưa phải là Bồ Tát thì đừng có nói cái câu đó. Cho nên nếu ta là thánh nhân thì không sao, mà ta là chưa phải là thánh nhân, cho nên ta phải nương với bạn lành và ta lánh xa bạn dữ. Để gì?
trên con đường kinh doanh cũng cần phải có bạn lành, học tập cũng phải có bạn lành, nghề nghiệp cũng phải có bạn lành, tu hành cũng phải có bạn lành, ăn cơm có canh, tu hành có bạn, bạn này là bạn lành. Bạn lành là sao? Cái người bạn lành được gọi là bạn tâm giao. Chứ còn cái bạn bình thường, thưa quý vị, nhiều lắm. Cái bạn mà chơi hụi, cái bạn mà vay tiền, cái bạn áp phe, cái ta là nhiều lắm. Nhưng mà cuộc đời của chúng ta chưa chắc chúng ta tìm được một người bạn gọi là tâm giao chưa. Bá Nha Tử Kỳ mới tâm giao, Lưu Bình Dương Lễ mới tâm giao. Còn bạn của chúng ta bạn gì đâu không ạ? phải chưa nè? Cái bạn mà họ chỉ cái lỗi của mình, chứ còn cái bạn mà họ nịnh với mình là thôi thua. Cho nên cái người họ nói xấu chúng ta đó, họ nói lỗi chúng ta đó, không phải là người xấu đâu, là người bạn tốt. Còn cái người mà chúng ta làm xấu, chúng ta làm tội, chúng ta đủ chuyện mà họ cứ binh bức, họ nói chúng ta là tốt, coi chừng. Cái đó là coi chừng. Cho nên ấy, con đường tu của Phật đạo là con đường nghịch cảnh, chứ phải không phải là con đường thuận duyên. Cái tu mà thuận duyên thì dễ lắm, ai cũng gặp A Di Đà Phật mình thấy gì tu đâu. Nhưng mà họ nói thầy ăn trộm cái là sao? Họ nói mình ăn trộm thì sao? Lúc đó rồi công đức tu hạnh gì đó đâu mất hết rồi. Thành thử ra đối với bạn bè thì Đức Thế Tôn dạy phẩm trí cư sĩ là phải gần gũi bạn lành trên mọi lĩnh vực, kinh tế cho đến gia đình, xã hội và đạo đức cũng phải cần người bạn lành để giao du. Cái thứ tư đó là đời sống phải quân bình. Cái này là cái quan trọng. Quân bình có nghĩa là sao? Không thái quá mà không bất cập. Thường thường cái đời sống của người cư sĩ đó thái quá và bất cập. Sự tu hành của chúng ta cũng có thái quá, cũng có bất cập. Tu mau, tu riết, tu rục cũng tu á. Nhưng mà cuối cùng rồi thân tàn ma dại cũng chẳng tới đâu. Phải quân bình, tức là theo đạo Phật thì con đường trung đạo mới là quan trọng. Trung đạo tức là quý vị không nên ép sát, mà quý vị cũng không nên thả lỏng bung lung, tức là trên con đường trường đạo. Không ép sát, không bung lung, không thả lỏng. Vì bung lung thì tâm trí mình sẽ theo con đường tà, mà ép sát khổ hạnh thì làm cho cái thân này nó tàn lụng, thì cái tâm trí của chúng ta bị gì? Bị cục bộ. Cho nên hai cái vấn đề trên con đường tu thì bung lung Phật cũng không cho, mà thái ép sát khổ hạnh Phật cũng không cho. Cái điều quan trọng thế này, Phật nói tất cả các pháp hữu vi đều vô thường giả tạm, thân con người cũng giả tạm. Mình nghe nói như vậy cái là mình buông xuôi hết rồi, buông xuôi hết rồi. Cái thân này mình cũng không tắm, mình cũng không cho nó ăn, mình nói nó giả mà bỏ đi. Thế thì cái hiểu như vậy là sai Phật pháp. Tôi nói cái chỗ trung đạo đó là như vậy, là không có chiếc thuyền là quý vị không qua sông được. Quý vị không có cái thân này thì quý vị không thể niệm Phật, không thể tọa thiền, không thể trì chú, không thể ăn chay, không thể tu bát quan trai, cũng không làm Phật sự được gì hết. Bỏ. Như vậy nói rằng thân này giả lạm là ta bỏ nó đi, là cái đó Phật không tán thán, mà phải nuôi dưỡng nó. Để chi? Để nó mạnh khỏe, nó đầy đủ sức khỏe, và ta làm việc thì lợi dụng cái thân này để ta thoát ly sanh tử luân hồi. Muốn qua sông mà ta nhận chiếc thuyền, ta làm cho chiếc thuyền nó chìm giữa dòng sông, là ta không tới bờ sông mình. Cho nên cái cuộc sống của chúng ta là quân bình. Bây giờ cái quân bình về tài chánh, ta phải chia sẻ cho mọi người. Tôi nói thì quý vị biết, hồi nãy tôi nói một cái vấn đề
Mình bố thí mà không khuyên người khác bố thí. Bây giờ là mình bố thí mà mình cũng khuyên người khác bố thí, thì đời sau mình được làm người giàu có, ở chung với tất cả mọi người đều giàu có hết, chẳng có ai cần cái gì, không ai cần ai hết. Tôi cũng có, chị cũng có, tôi cũng có, anh cũng có, thì tôi đâu có cầu mong, tôi cũng không đến chia sẻ. Mà mình có đến nhà người bạn mình chơi, người bạn mình cũng không nghĩ mình đến để mượn tiền, mượn gạo gì hết. Tức là cái quân bình tài chánh Phật dạy là ta có ăn có mặc, ta phải tích lũy cái công đức, lại bố thí, cúng dường, làm những việc từ thiện xã hội. Đừng ỷ ta có đồng tiền rồi ta lấn áp kẻ khác. Vì cái đồng tiền này, cái tài sản này ta lấn áp người khác, ta làm cho người khác khổ đau vì đồng tiền của chúng ta nhiều. Đồng tiền lớn hiếp đồng tiền bé, cái đó là không quân bình. Như vậy tôi nghĩ luôn luôn lúc nào Đức Thế Tôn cũng ân cần và muốn cho đời sống của cư sĩ Phạm Chí được thăng hoa, được tốt đẹp. Nếu quý vị áp dụng được bốn cái phương pháp trọng yếu là nghề nghiệp phải tinh chuyên, tài sản phải biết hồng hộ, giao du bạn bè phải biết chọn bạn lành, và đời sống phải biết quân bình, tức là đừng thái quá, đừng bất cập. Có nhiều vị thì tiền của nhiều nhưng mà chỉ biết tiền thôi, còn tất cả chung quanh ai chết mặt ai, ai khổ mặt ai, điều đó không tốt. Đức Thế Tôn trụ tại Trúc Lâm Tinh Xá, thì bây giờ có một Phạm Chí Bà La Môn đến thì họ thưa với Thế Tôn như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con là cư sĩ tại gia, còn hưởng ngũ dục, chưa có cái điều kiện để học hỏi chánh pháp của Đức Thế Tôn. Vậy hôm nay chúng con cung thỉnh Đức Thế Tôn chỉ dạy cho cư sĩ chúng con một phương pháp tu học như thế nào để đời sống của cư sĩ chúng con được an lạc. Bây giờ Đức Thế Tôn hứa khả cái lời thưa thỉnh của Phạm Chí Bà La Môn, Đức Thế Tôn dạy như sau: Này Phạm Chí Bà La Môn, Như Lai có bốn pháp khiến cho người cư sĩ tu học an lạc hạnh phúc. Nội dung bốn pháp đó như sau: Một là đối với nghề nghiệp là phải tinh chuyên. Thứ hai, đối với tài sản phải phòng hộ. Thứ ba, đối với bạn bè thì phải thân cận với thiện hữu. Đối với đời sống thì cần phải quân bình. Đó là bốn pháp mà khiến cho cư sĩ tu tập sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Bây giờ chúng ta bắt đầu để đi vào cái nội dung. Chúng ta tham khảo bốn cái đề mục mà Đức Thế Tôn vừa dạy cho Phạm Chí Bà La Môn đó. Thì thứ nhất là đối với nghề nghiệp phải tinh chuyên. Cái chữ tinh chuyên đó, chúng ta nói theo cái
cái từ ngữ Việt Nam, người Việt chúng ta đó là cần mẫn tinh tấn. Nói theo ông bà chúng ta ngày xưa, nhất nghệ tinh nhất thần vinh. Chứ cái người mà nay nghe người ta nói cái nghề này có lợi rồi cũng ham, mai nghe người khác nói nghề kia có lợi cũng ham, thì cuối cùng rồi không có cái nghề nào mà chúng ta đạt đến một cái tinh xảo thì thất bại. Người ta còn nói thêm một cái câu bất hủ nữa là bắt cá hai tài. Thế thì không có được cái gì hết. Bây giờ chúng ta chọn cái nghề thương mại là chúng ta phải theo đuổi và học hỏi để làm sao cho cái nghề nghiệp của chúng ta nó thuần thục, điêu luyện và có kết quả. Tôi nói thí dụ như bản thân tôi thì quý Phật tử hiểu, tôi cũng là cái nghề vậy, cái nghề đi thuyết pháp. Mà nói bữa đó tôi chán quá tôi không đi, người ta mời tôi nói tôi chán quá tôi không đi, được không? Dạ không được, cái nghề nó phải cộng theo cái nghiệp nữa, nó đau gần chết vậy mà anh em thuyết pháp cũng phải đi à? Không bỏ được. Hôm qua tôi đi Hà Nội tôi về quý vị muốn chết luôn á, nó mệt muốn chết, tính bữa nay nghỉ đó, nhưng mà không thể nào nghỉ được á. Rồi cái thời gian mà chúng tôi học, chúng tôi học cũng vậy, quý vị biết là khi một vị mà đào luyện để làm pháp sư đâu phải tự nhiên cái rồi học cái rồi nói được đâu. Nếu quý vị học nói được thì Phật học phổ thông 25 bài thuyết pháp của Ấn Quang Đại Sư đó, quý vị về quý vị học, quý vị đọc rồi quý vị giảng hết trơn được rồi tụi tôi thất nghiệp rồi. Không được. Phải điêu luyện cái nghề của mình. Có những lúc tôi điêu luyện, tôi kể quý vị nghe xấu hổ lắm. Cái lu uống nước quý vị biết không? À, cái lu không đó, rồi tôi thọc cái đầu trong tôi la. Mà không biết ai nghe, không biết nữa. À, tức là điêu luyện cái giọng nói, cái âm thanh. Một mình vậy đó, 11, 12 giờ đó ra ngoài mấy cái lu đó, thọc đầu trong la. À, thế là phải có cái thời gian học tập điêu luyện. Rồi chúng tôi thích cái nghề, thích cái nghề đó. Như vậy là tôi nói là cái đơn cử tôi đã làm cái việc đó trước nay là mấy mươi năm. Thế thì bây giờ quý vị là bắt đầu muốn lập sự nghiệp, muốn chọn cho mình một cái nghề, là quý vị phải theo đuổi và cái nghề của mình phải cho điêu luyện, cho phải cần mẫn, cho phải thành công. Bất cứ một nghề gì, một thợ mai, một thợ nề, một thợ mộc, cho đến thương gia, cho đến xuất nhập khẩu, tất cả cái ngành nghề đó, người ta phải có cái công phu điêu luyện. Có một cô Phật tử ở quận 3, cổ ra tôi, cổ thăm, cổ nói với tôi thế này, cổ nói thưa thầy, quý thầy tưởng đâu tụi con sung sướng lắm, thấy lúc nào cũng lên xe hơi, xách cặp rồi đi ngó có sang trọng đó. Cổ nói thưa thầy, bể đầu nát óc đó thầy. Tôi nói gì dữ vậy, sung sướng chết mà bể đầu nát óc. À, tức là phải theo cái nghề nghiệp của mình, có những đôi lúc mà người ta hụt hẳn, người ta muốn nghĩa là thối lui, muốn là bỏ cuộc. Nó phủ phàng như vậy chứ không đơn giản. Nhưng mà cái người đó có một cái sự cái tánh nhẫn nại và không bỏ cuộc thì cuối cùng người ta mới thành công. Đó, tất cả các cái doanh nhân mà người ta làm kinh tế, rồi mình gặp họ, rồi mình thân cận với họ, mình hỏi, mình tâm sự, họ tâm sự với mình chua cay lắm.
Nhưng mà người ta không bỏ bỏ cuộc. Cái quan trọng đó là ta không bỏ bỏ cuộc. Ở trong đạo giáo của chúng ta cũng vậy. Hồi tôi học thì Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng dạy đó là cán bộ Phật giáo đó, tức là có một cái bệnh là bỏ cuộc, thối lui, đầu hàng. Mà ta là không bỏ cuộc, không thối lui, không đầu hàng, là cán bộ của Phật giáo. Phải trừ cái bệnh đó. Cái chuyện dễ thì chúng ta làm, còn cái chuyện khó là chúng ta đổ thừa lý do này, đổ thừa lý do khác, rồi cuối cùng ta làm được. Thì lúc cái bài pháp đó, rồi tôi, cái sự việc của tôi kinh nghiệm, tôi thấy à, như vậy là không phải Đức Thế Tôn chỉ dạy cho hàng cư sĩ bạch y, mà trong đó có chư tăng chúng ta, đã có người xuất gia chúng ta cũng học cái bài đó, cũng có kết quả. Cho nên vì vậy mà hôm nay chúng tôi trình bày cho quý vị cái bài pháp không phải riêng cho cư sĩ không, mà tôi thấy rằng bản thân của mình ra làm Phật sự mình cũng có gặp những cái trở ngại đó, nhưng mình phải phấn đấu, mình phải vượt qua tất cả những cái khó khăn đó, gọi là tinh chuyên. Chữ tinh có nghĩa là tinh cần, tinh tấn, chuyên tức là chuyên nhất. Mà hãy chúng ta thiếu cái tinh thần mà tinh chuyên đó, đó thì cái nghề nghiệp của chúng ta không thể nào thành công. Cho nên vì vậy mà tôi khuyên quý vị cư sĩ, làm bà nội trợ cũng không phải là dễ. Một cái người giữ em cũng không phải dễ đâu. Tôi đi lên, tôi đi Đà Lạt, tôi về, tôi ghé cái tiệm trà Trâm Anh, tiệm trà Tâm Châu. Lên thì ghé Tâm Châu, mà về thì ghé Trâm Anh. Tôi về tôi nói với quý Phật tử trong đạo tràng, bác Văn Trang, tôi nói bây giờ quý vị thấy đi ở mướn người ta đâu cũng phải có bằng cấp, tức là mấy cái cô phục vụ trong cái tiệm trà đó là nói tiếng Anh như mình nói tiếng Việt Nam. Với những khách nước ngoài sao cô mà không biết nói tiếng ngoại quốc thì làm sao mà mua bán đó. Thì chúng ta mới thấy được một cái bài pháp, một cái lời dạy của Đức Thế Tôn xưa quá, mấy ngàn năm nay, chứ không phải nói hôm qua hôm kia đâu, mấy ngàn năm. Nhưng mà đối với cái đời sống của người cư sĩ hiện tại đó vẫn có giá trị tuyệt đối. Cho nên cư sĩ nào, Phật tử nào mà trong đời sống của mình chọn cho một cái nghề mà chúng ta thiếu cái tinh thần cần mẫn tinh chuyên thì không thể nào thành công được. Tôi thì không có làm kinh tế, không có làm thương gia, cho nên cái này không có rành lắm. Nhưng mà quý vị thì cái này chắc rành lắm, cũng bể đầu nát óc, chứ không phải chuyện đơn giản rồi ra rồi có tiền được, không phải đâu. Cho nên tôi nghĩ là tôi thấy Phật tử tội nghiệp lắm. Nói không phải nịnh nha, nói thật chứ không phải nịnh này. Chùa tôi đó là chiều nấu cơm phải cho dư, mà lúc nào tôi cũng quan sát và coi cái nồi cơm ở chùa ấy. Để làm chi? Phật tử mua bán ở ngoài chợ đó, tới cái giờ tụng kinh đó, chưa ăn cơm đó, bỏ công việc đó vậy, dọn hàng làm qua loa vậy, chạy riết về chùa tụng kinh, xong rồi xuống dưới bếp lục cơm ăn. Tội nghiệp biết chừng nào. Thế thì nhà chùa có cực khổ gì thì chiều 5 giờ cũng là cơm nước. Còn khuya thức dậy thì nhà chùa thức 4 giờ hoặc là kém hoặc hơn chút đỉnh, còn cư sĩ ở ngoài 2 giờ 1 giờ thức, 10 giờ chưa ăn cơm. Họ vất vả như vậy mới có đồng tiền, mới có chén cơm, mới có cúng dường, mới lo Phật sự được, chứ không phải chuyện đơn giản. Vì vậy cho nên á, chúng ta ăn cơm chùa, ăn cơm tín thí đàn na, chúng ta mới nỗ lực chúng ta tu. Để chi? Để khỏi phụ lòng cư sĩ, khỏi mang cái tội. Chứ không phải là cư sĩ họ làm dễ có tiền, rồi họ nhịn ăn, họ nhịn mặc,
để làm từ thiện xã hội, để lo đóng góp cái này cái khác cho Tam Bảo, cho Phật sự, biết bao nhiêu việc của cư sĩ. Mà cái nghề nghiệp của họ, họ làm nghề của bất cứ cái nghề gì, thì khi cái nghề của mình chọn mà mình có sự phấn đấu, có cái sự nhẫn nại điêu luyện cái nghề cho nó thành công, nó tốt đẹp, thì sự nghiệp của chúng ta mới vững vàng. Bây giờ chúng ta mới có kinh tế, chứ còn cái nghề của chúng ta mà vụng về thì không bao giờ có kinh tế hết. Đó là chúng ta nói bình thường. Bây giờ chúng ta nói sang một cái lĩnh vực của Phật tử, là phải chọn cái nghề mà đúng với bát chánh đạo, đó là chánh nghiệp, chánh mạng. Còn phải chọn hai cái phần này, chánh nghiệp, chánh mạng. Chứ không phải nói cái nghề tức là nói chung, nhưng mà nói trong cái phạm vi của đạo Phật, tức là phải hướng dẫn cho Phật tử chọn một cái nghề là đúng với bát chánh đạo. Vì sao? Vì cái đồng tiền, vì cái lợi nhuận của chúng ta làm ra nó hợp pháp, nó đúng với đạo lý nhân quả, thì cái đó mới tồn tại. Chứ bây giờ quý vị chọn một cái nghề mà nó không đúng với đạo giáo, thì cái lợi nhuận, cái đồng tiền của quý vị làm ra khó mà giữ được. Tôi nói một cái này là cái kinh nghiệm. Chúng ta muốn giữ tiền, giữ của, không phải chúng ta mua tủ sắt chúng ta giữ được đâu, mà chúng ta phải lấy cái phước đức chúng ta giữ tài sản, chúng ta giữ tiền của. Chứ còn chúng ta nó mua tủ sắt mà giữ tiền thì không giữ được, nếu chúng ta thiếu phước đức. Bởi vì sao? Còn những bài pháp khác mà Đức Phật dạy, của này là của năm nhà: nước trôi, lửa cháy, giặc cướp, vợ con phá tán, vua chúa xung công. Nếu chúng ta không có phước, chúng ta không đầy đủ phước đức để mà bảo vệ cái tài sản này và cái lợi nhuận, cái đồng tiền chúng ta làm ra mà không có chính đáng, không đúng như nhân quả, thì năm nhà này họ chia. Thế thì ở một cái bài pháp khác có nói cái năm nhà này. Ở đây thì chúng tôi không có triển khai cái đó, nó rộng lắm, nó hết thì giờ. Đến cái phần thứ hai, nghề nghiệp rồi này nè. Phần thứ hai là tài sản. Về tài sản thì Đức Phật dạy là người cư sĩ phải biết phòng hộ. Phòng hộ có nghĩa là giữ gìn. Mình làm ra được tài sản rồi mà không biết giữ gìn. Cũng từ cái vui rồi sang đến cái buồn. Quê tôi thì mấy năm trước đây còn nghèo, tay lắm chân bùn, dân nhà nông nhà quê không. Ví dụ ven đô mà. Bây giờ thì do bán đất cho nên tôi về thì tôi thấy quán karaoke mọc lên, rồi tiệm hớt tóc thanh nữ, thanh nam gì coi như đủ thứ, quán nhậu, quán đồ cũng, nhà cửa đồ cũng, nhà tường, nhà đồ cũng. Thấy cũng mừng. Bởi vì cái kinh tế mà, cái xã hội phát triển thì quê hương mình thay da đổi thịt thì tôi cũng mừng. Nhưng mà đi sâu vào trong đó thì tôi thấy buồn. Bởi vì nhà nông mà họ bán đất bán ruộng mà không có nghề nghiệp, nhất là cái hàng thanh thiếu niên không có nghề nghiệp, không có học hành gì hết, rồi sẵn cái đồng tiền của bố mẹ bán đất ra rồi xài một cách, đứa cầm cái điện thoại di động lớn nhỏ gì có hết. 15 tuổi cũng có, 13 tuổi cũng có, 40 tuổi cũng có, già cũng có, đâu biết gọi ai không biết. Tôi không biết gọi ai hết. Rồi tôi mới nghĩ rằng khi mà hết tiền nữa rồi, rồi cái dân ở nhà nông đó đâu còn đất còn ruộng nữa mà làm lúa làm gạo mà sống. Mà con cái thì không có học hành, không có nghề nghiệp, cho nên cái hậu quả đó là ngày mai tôi thấy sẽ là khổ.
Thì từ cái vui đó, thì cộng vào cái nhìn nhận của tôi, cái thấy của tôi, cái tìm hiểu của tôi thấy buồn. Cho nên khi chúng ta làm được là do cái nghề nghiệp của chúng ta vững vàng, chúng ta mới tạo dựng được một cái sự nghiệp có tiền. Bây giờ ta phải giữ, phòng hộ có nghĩa là giữ. Không phải quý vị giữ tiền không, mà quý vị phải giữ con nữa chứ không phải giữ tiền không. Bởi vì con quý vị là tài sản cái gì? Mà một cái thứ tài sản quý giá nhất mà quý vị bỏ rơi là quý vị thất bại. Thế thì phòng hộ ở đây, tôi nhắc quý Phật tử, không phải chỉ phòng hộ tiền của vàng bạc vật chất, mà cũng phải phòng hộ con cái của chúng ta, vì nó là một thứ tài sản quý giá nhất của vợ chồng mình. Mình sinh nó ra đã là khó rồi quý vị, mang nặng đẻ đau. Mình là Phật tử, mình học kinh Báo Ân Phụ Mẫu, học kinh Vu Lan rồi. Cái công của người mẹ 9 tháng cư mang, 3 năm bồng ẩm, Phật nói cho mình hết rồi, đã là khó rồi. Mà nuôi được đứa con thành người, nó thành người, rồi nó làm lợi ích cho xã hội, cái đó mới là đáng trân trọng. Chứ không phải chỉ sinh ra thôi, mà còn phải nuôi dưỡng cho đứa con nó thành tài, nó thành nhân, cái đó mới quan trọng. Cho nên vấn đề phòng hộ. Thế thì Đức Phật luôn luôn vì cái đại bi tâm của Ngài, xuất phát từ cái đại bi tâm, cho nên Phật thương chúng ta không phải nói bình thường, mà Phật còn dùng đủ phương tiện để giáo hóa, dạy cho mình giữ gìn hạnh phúc gia đình, dạy cho mình giữ gìn tài sản, những cái tài sản mà mình tạo dựng ra, bây giờ mình phải biết cách để phòng hộ. Thì Đức Phật đưa ra hai cái hướng để mà phòng hộ, phải có cái hướng đàng hoàng. Mình muốn trình bày một cái dự án là mình phải có cái nội dung cho nó chu đáo. Chứ nếu mình không có cái phần nội dung đó, thì cái lời nói của mình là cái phương án của mình nó trở thành là cái phương án rỗng, nó không có cái nội dung. Thì bây giờ Đức Phật trình bày cho chúng ta đó, nó có hai cách. Cái phòng hộ nó có hai cách. Một là cái tài sản mà chúng ta tạo dựng được nó hợp pháp. Chứ còn cái bất hợp pháp thì cái đó này còn cái việc khác nữa. Mà Đức Phật muốn nói là cái hợp pháp. Ví dụ như chúng ta mua bán, thì Đức Phật đâu có cấm là Phật tử mua bán, khuyến khích. Nhưng mà trong cái việc mua bán đó, là Phật tử phải chú trọng ở cái phần là hàng thật thì chúng ta nói thật. Hàng tốt hay hàng xấu, chúng ta phải nói rõ tốt hay xấu. Và cái giá cả, cái đồng này nó phải tương xứng. Ta mua 10 đồng, ta bán 12 đồng. Cái vận chuyển, chuyên chở, rồi cái công lao động của mình bỏ ra, ta bán 12 đồng, Đức Phật nói đó là hợp pháp. Còn ở đây là cái món hàng đó không đúng giá là 10 đồng, nó chỉ 5 đồng không, mà ta nói 10 đồng, ta bán 12 đồng, Đức Phật ra cái đó không hợp pháp. Tức là gian vô. Hàng xấu nói hàng tốt, tráo trở. Và thế thì cái tài sản, cái đồng tiền mà chúng ta làm hợp pháp, bây giờ ta giữ, ta phòng hộ, tức là ta giữ cái tài sản.
chi dụng ở trong nhà có chừng có mực. Ở trong nhà chúng ta nó có một cái phương án, tức là thường chi và bất thường chi, tiền nước, tiền điện, tiền điện thoại, tiền chợ, tiền tất cả, đó gọi là thường chi. Ta có cái parallel, cái mức độ của nó. Còn cái bất thường chi, bệnh hoạn là bất thường chi, rồi vấn đề đám sám, giao lưu thân bằng quyến thuộc, có gả có cưới mời mình, cái đó gọi là bất thường chi. Thì trong cái tài sản mà chúng ta chi dùng trong gia đình ấy, thì cái thường chi và cái bất thường chi này, cái người chủ hộ đó phải nắm được cái này. Còn ngoài ra, ta không nên đem cái đồng tiền mà mồ hôi nước mắt của ta tạo ra, ta xài một cách phung phí vô ích. Nên tôi nói thế này để quý vị thông cảm. Mỗi khi mà chúng tôi đi quyên, có cái đợt công tác của giáo hội kêu gọi, của chính quyền kêu gọi, chúng tôi đi vận động. Phật tử nghèo không? Nhịn ăn nhịn mặc rồi đóng góp để cho giáo hội làm việc từ thiện, chúng tôi cảm động vô cùng. Người ta biết phòng hộ, tức là sử dụng đồng tiền vào cái mục đích, mà cái mục đích đó phải là thiết thực, không có phung phí. Còn ngược lại, người ta dùng với đồng tiền, thưa quý vị, không thiện không ác. Chúng ta sử dụng đồng tiền đó vào cái việc thiện, cái việc tốt, nó là thiện, mà ta sử dụng nó vào cái việc xấu, cái việc ác, nó là ác. Nó không thiện ác, nó là vô ký, tức là tùy chúng ta sử dụng. Cho nên có nhiều người tiền của dư giả, không biết làm việc phước, không biết làm việc thiện, ăn xài một cách phung phí, uổng biết chừng nào. Như vậy là không biết phòng hộ mà còn đem cái tiền đó xài một cách phung phí. Cái cách thứ hai Đức Phật dạy là biết giúp đỡ. Đây tôi nói trong kinh Dược Sư đó, đầu năm rồi quý vị tụng Dược Sư, quý vị thấy cái keo kiết của con người đến nỗi là họ ăn họ không dám ăn, bản thân họ không dám ăn, hà huống gì cho con, cho vợ, cho dòng họ, anh em, không cho. Cái việc đó đáng giúp đỡ mà không giúp đỡ. Thế thì tôi nói nên cái việc ăn xài rồi, Đức Phật cũng cân nhắc rồi, đến cái việc ân nghĩa giúp đỡ, cần giúp đỡ, ta dành dụm cái đồng tiền đó, giữ gìn cái đồng tiền đó để ta làm việc nghĩa, mà ta không làm được. Chứ không phải Đức Phật dạy rằng phòng hộ có nghĩa là ôm cất rồi giữ trọn trong đó, đừng mất một đồng xu, không phải. Mà cái phòng hộ của Đức Phật dạy phải như vậy. Chứ còn nếu tôi không nói rõ cái chỗ đó đó, là quý vị cứ nghĩ rằng Đức Phật nói rằng có bao nhiêu mình tôm góp mình cắt hết, không mất một đồng xu, gọi là phòng hộ, không phải. Phải biết giúp đỡ. Cái phương pháp bố thí của nhà Phật nó có một cái tác dụng như thế này. Nhân đây là tôi nói luôn ba cái phương pháp đó cho quý vị. Đời nay mình bố thí mà không khuyên người khác bố thí, chỉ mình là bố thí thôi mà không khuyên ai hết, thì cái nhân là bố thí, đời sau cái quả nó là ta trở lên, ta làm người, ta được giàu sang, mà ở chung với cái xóm giềng của mình, chung quanh nhà của mình ở toàn là nghèo, thì quý vị mới thấy là người giàu mà ở chung với người nghèo là khổ. Tối ngày đóng cửa bít không dám mở ra,
Thấy họ tới là sợ mượn tiền, kể cả dòng họ mình. Thấy ở ngoài cửa rồi nói con nó bố không có ở nhà trốn. Sợ lắm. Sợ họ đến họ chia sẻ, họ đến họ mượn tiền mượn gạo gì. Sợ lắm. Như vậy có tiền mà ở chung với cái xóm của mình toàn là người nghèo không là cái nhà nó khổ dữ dằn. Khổ ghê gớm. Tức là có một cái đại gia đó, họ đến cái địa phương, họ mua đất hoặc các cái nhà, nhà lai đó, các nhà villa theo kiểu Pháp đó, rào dậu bốn phía, chó vẹt rê rồi nuôi cẩn thận kỹ lưỡng, mà không quan hệ với ai, cũng không giao lưu với ai, mà cũng không chơi với ai, xóm tròn ai chết ai sống kệ ai, mình có tiền ở trong cái dinh thự đó rồi, bốn phía rào dậu lại chó đồ giữ nhà này, giữ tiền. Ở cái xóm đó họ nghèo. Cho nên trong kinh Bát Đại Nhân Giác đó, thì Đức Phật nói là hoành kiết ác duyên, bần khổ đa oán. Cái người nghèo khổ đó họ có nhiều cái mặc cảm lắm. Họ ghét cái người giàu mà họ ghét cách ngang xương, tức hoành có nghĩa là ngang, không có lý do gì hết. Cho nên bắt đầu họ ghét. Họ ghét cái gia đình này giàu này. Con họ đi cầu, họ túm bọc ni lông, họ quăng vô. Chứ sao vậy? Hoành kiết ác duyên, người ta không nói gì hết. Ta cũng giữ của, người ta cũng giữ nhà, người ta không mắc mớ gì hết. Thế là con đi cầu, cái họ túm bọc ni lông, họ quăng vô. Bà chủ nhà sáng ra, bà thấy bà chửi. Chửi qua trời qua đất chửi. Chửi đông, tây, nam, bắc, bốn phía chửi hết. Không biết ai. Ngày mai nó quăng vô hai bịch. Nó chửi nữa, ngày mốt nó quăng vô bốn bịch. Chửi nữa, quăng vô tám bịch. Chửi nữa, quăng vô 16 bịch. Cuối cùng rồi quý vị biết ra không? 36 kế dĩ đào dĩ thượng kế là bán nhà đi. Nó vậy thôi. Thế thì để cho quý vị thấy rằng cái cách dạy của Đức Phật, cái giáo dục của nhà Phật hết sức là tình lý, đặc biệt tình lý. Chứ đâu phải nói rồi bây giờ phòng hộ, tức là mua chó vẹt rê về giữ nhà giữ của yên đâu. Không phải. Như vậy chia hai cái phần phòng hộ này ra là ta giữ gìn bằng cách là làm được đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình làm ra khó lắm. Khó lắm. Mà giữ cái đồng tiền này cũng là khó. Cho nên cái cách thứ nhất là Phật dạy không có xa xí phung phí một cách vô ích, không có lợi. Bây giờ cái ăn, để quý vị thấy cái ăn không nè. Cái ăn nó tồi, tồi lắm. Cái con vật đó nó cũng ăn, nhưng mà nó đói thì nó cần ăn, nó ăn rồi thôi nó bỏ. Quý vị thấy heo nó ăn không? Nó đói nó la thôi chịu không nổi, cả xóm cả làng chịu không nổi, nhưng mà cho nó ăn rồi no cái nó hết cái má cái nó bỏ. Còn con người mình ăn xong rồi còn bỏ tủ lạnh cắt. Ngộ vậy đó. Các chiều ăn. Mà cái nào hãy mai ăn được thì để mai ăn, rồi tuần sau ăn, rồi năm tới ăn, đời sau ăn, cũng ăn không. Có cái ăn không à? Mà nó tệ đủ thứ chuyện tệ hết. Cái ăn không. Hai vợ chồng đều là như vậy. Cái việc nghĩa, cái việc ân mà ta không làm được, thì cái đồng tiền này, cái sự bảo hộ của cái tài sản này không đúng nghĩa của Đức Thế Tôn dạy. Nó quan trọng là vậy. Thì bây giờ Phật tử chúng ta, đời sống của Phật tử chúng ta có hai mặt, tức là về đời sống vật chất thì ta phải có cơm ăn áo mặc, có tiền, có nhà, có của, có tài sản. Đó là một phương diện. Cái phương diện thứ hai của người Phật tử là còn phải nuôi dưỡng cái tâm, chứ không phải chỉ nuôi thân không.
Bởi vì chúng ta có ăn vật chất thì chúng ta mới thấy no, và cái thân xác của chúng ta mới điều hòa, mới thoải mái. Đó là về cái phần vật chất. Còn người Phật tử chúng ta cần phải có món ăn tinh thần, chứ không phải là chúng ta chỉ lo cái ăn bằng cơm áo, mà chúng ta còn phải có cái món ăn bằng tinh thần. Tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Hễ mình biết đủ thì dù cái hoàn cảnh nào cũng đủ, mà mình không biết đủ thì ở thiên đường cũng không hài lòng. Tri túc chi nhân, tuy ngọa địa thượng như du như an lạc. Người biết đủ, dù cho nằm dưới đất mà tâm vẫn thấy vui vẻ, vẫn thấy an lạc. Bất tri túc chi nhân, tuy đắc thiên đường tâm bất xứng ý. Người không biết đủ, dù cho họ ở thiên đường, họ cũng vẫn bất mãn, không hài lòng. Cô thuộc lòng cái câu đó. Cho nên đời sống của cô an ủi được là do nhờ cái giáo lý Phật Đà. Cho nên cổ sống tri túc, không đòi hỏi, cũng không cầu mong, cũng không thấy nhục nhã gì hết, mà là an thường thủ thủ Phật. Bây giờ cô vẫn sống bình thường, hàng tuần đi nghe pháp, đi tu bát quan trai, không có chuyện gì hết. Có một điều cô nguyện với Phật là đến khi lâm chung, con thấy Phật, con thấy thiện hữu tri thức đến niệm Phật hỗ trợ hộ niệm cho cô, giờ phút lâm chung cô có nhiều đó thôi. Ngoài ra cô không nghĩ gì năm cái nhà gì nữa hết. Như vậy nếu như nói như người thế gian thì người ta mất tiền mất của như thế, người ta rất là đau khổ. Nhưng mà người Phật tử có món ăn tinh thần đầy đủ, cho nên người ta vẫn an tâm, không có nao núng, không có cái gì bận được. Chỉ một điều cô muốn là cuối cùng hết, có thiện hữu tri thức, có thầy bạn, trong giờ phút cô hấp hối lâm chung để niệm Phật tiếp dẫn cho cô mong có nhiều đó. Thì tôi nghĩ rằng được. Bởi vì sao? Nhân thì quả. Cho nên có người hỏi tôi thế này: bây giờ lúc con còn sống con niệm Phật, nhưng mà lúc chết, có thể là chết một cách đột ngột, hoặc là chết bị tai nạn, thì lúc đó ai tiếp dẫn con có về Phật được được không? Con có thân cận với Đại Thế Chí Quán Thế Bồ Tát được không? Tôi nói với họ thế này: khi mà quý vị trồng cái cây mà cái cây đó nó ngã về cái tâm, cái cây đó nó còn sống đó, nó có cái chiều nó ngã về, thì bây giờ có cái hoàn cảnh nào đó, một cái điều kiện nào đó không biết, cái cây này nó ngã thì nó phải ngã về hướng tâm, không bao giờ nó ngã về hướng này. Nó có cái hướng, cái chiều của nó sẵn rồi. Như vậy là tất cả hành giả chúng ta niệm Phật là chúng ta hướng về cực lạc rồi, có phải vậy nè? Hướng về cực lạc rồi. Thì bây giờ quý vị có bị giao thông đi nữa thì quý vị cũng ngã về cực lạc, chứ đâu có ngã về cõi khác đâu mà sợ. Cho nên quý vị họ an tâm, họ sợ rằng khi bây giờ họ niệm Phật mà mai mốt họ chết, cái hoàn cảnh nào đó mà họ không được, người đến niệm Phật không được, gặp thiện hữu tri thức không được, này cái khác nào, tức là họ sẵn. Thì tôi nói đó là ta có cái cây, mà cái cây của ta nó đã hướng về hướng đông rồi, thì khi nó ngã nó phải ngã về hướng đông. Còn cái hoàn cảnh điều kiện mà nó ngã nó thì chúng ta nói không được. Có thể là người ta đốn, có thể là gió tróc gốc, có thể gì đó, cái điều kiện đó là ta chưa biết. Nhưng mà khi cái cây đó nó ngã, nó phải ngã về hướng đông, không bao giờ nó ngã ngược về hướng tây được. Người niệm Phật của chúng ta, cho nên tất cả quý hành giả niệm Phật chúng ta an tâm,
không có thắc mắc gì hết. Cho nên từ đó mà tôi nói cho cô Phật tử đó, cổ ra cổ thăm tôi có lời an ủi, có khuyên cô, bây giờ cô rất là an tâm. Cái người thứ hai, cái người này mới là khó, tức là ở trong tù mới ra, tù 20 năm, mà cái vụ án đó là dính líu đến cái vụ án giết người, trong tù mới ra. Thì anh này mới tâm sự với vợ nói thế này: như vậy cái đời sống vật chất tuy rằng nó dư giả, nó phong phú vì người ta có tiền nhiều. Ở thế gian mà quý vị, ai có tiền, có của, có nhà, có tài sản nhiều là giàu. Vì tại sao? Vì nó làm cho cái thân xác của con người đầy đủ. Cái ăn, cái mặc, đi chơi, đi du lịch, bất cứ một cái gì là do cái có đồng tiền ta giải quyết được. Cho nên cái đời sống vật chất của người Phật tử nó đầy đủ là do cái tài sản người ta giàu. Còn người Phật tử quy y Tam Bảo, nương tựa với ba ngôi báo cũng gọi là giàu. Tam Bảo tức là giàu có. Ba cái ngôi này quý báo là vì sao giàu? Quý vị hiểu được Phật Pháp, quý vị hiểu được lời dạy của Đức Phật, quý vị không làm ác là quý vị giàu. Không làm ác là quý vị giàu. Cái giàu về tinh thần. Còn người Phật tử nương về với Phật Pháp Tăng, được thoát ly sanh tử luân hồi, gọi là giàu. Cái giàu của thế gian vẫn còn bị sanh tử, vẫn còn bị trong lục đạo, mà cái giàu của Phật Pháp là ra khỏi sanh tử, ra khỏi tam giới. Cái giàu đó là cái giàu vĩnh viễn. Thế thì chúng ta được sanh về nước an dưỡng của Phật A Di Đà, lưu ly sa cừ mã não mai khôi hổ phách đầy đủ. Còn ở đây chúng ta cũng có, mà phải tạo mãi, phải là lặn lội, phải cực khổ, phải đổ mồ hôi xót mắt mua được một viên hột hột xoàn, đâu phải dễ có. Nhưng mà ta được sanh về nước an dưỡng thì ta có đầy đủ là giàu. Cái thứ hai nữa là không già không chết, có đau luân hồi là giàu. Còn ở đây giàu sợ mình chết rồi bỏ tiền của đó ai ăn, sợ lắm. Nhưng mà đâu có ai khỏi đâu. Cho nên Phật nói chúng ta mê ở chỗ là cái gì mình cũng lo trước được hết. Để quý vị thử nghe, cái gì mình cũng lo trước được hết. Việc cưới hỏi mình, con mình cũng lo trước được. Cái chuyện nhà cửa mình cũng lo trước được. Cái gì mình cũng lo được hết. Nhưng mà cái chết không ai lo. Mà nhất định là ta phải chết. Có ai nói chúng ta sống đâu, nhưng mà không ai lo. Thế thì quý vị và chúng tôi hiểu được cái việc sống chết, đó là cái việc bình thường, là cái quy luật, không có gì chúng ta bồn chồn, không có gì chúng ta lo. Bây giờ chúng ta lo cái chết. Còn khi mà chúng ta không biết lo cái chết á, khi mà chúng ta chết thì chúng ta hốt hoảng, chúng ta sợ hãi vô cùng. Còn cái người chúng ta biết tu hành, chúng ta biết lo thì cái chết đối với chúng ta rất là bình thường. Mà cái việc đó thì không ai tránh khỏi, nhưng mà người đời thì không ai lo. Cho nên đến khi giờ phút cuối cùng rồi thì người ta hốt hoảng, người ta sợ sệt. Như vậy là Đức Phật dạy cho chúng ta đời sống tinh thần của người Phật tử rất quan trọng. Nó quan trọng cũng không kém đời sống vật chất. Cho nên Phật tử chúng ta có một cái nhận định như thế này: không có cái nào hơn cái nào cả.
Cho nên người đời họ tranh luận là vật chất đẻ ra tinh thần. Người tôn giáo thì nói là tinh thần đẻ ra vật chất. Đức Phật thì không nói cái nào sinh ra cái nào hết, mà tương quan tương duyên. Tức là có tinh thần mà cũng phải có vật chất. Tức là hai cái này nó hỗ trợ cho nhau. Bây giờ quý vị muốn tu hành là quý vị phải có cái thân thể của mình cường tráng, sức khỏe, thì chúng ta nói cái chuyện tu hành. Còn khi mà chúng ta không có cái thân thể cường tráng, đầy đủ sức khỏe, thì vấn đề tu hành của chúng ta bị mai một, bị khuyết kém. Cho nên các vị lớn tuổi rồi, các vị nói với chúng tôi thế này: tiếc quá, chúng con biết đạo, đến với đạo, đến với chùa trễ quá, bây giờ không đi đứng được nữa, không tham gia các khóa tu, không có dự được buổi thuyết giảng nào hết, mà ngồi một chỗ đi đứng rất là khó khăn, phải có người dìu, phải có người đỡ, ăn thì bữa được bữa, bữa không. Quý vị đó mới than với chúng tôi nè: tiếc quá, hồi còn mạnh khỏe cường tráng thì lo cái việc này việc khác, đến khi già rồi mới hiểu đạo hiểu chùa thì đã xế bóng. Tiếc. Như thế thì đạo Phật không có chủ trương rằng cái vật chất này cao hơn cái tinh thần, hay là cái tinh thần này cao hơn cái vật chất, mà hai cái này nó hỗ trợ cho nhau. Quý thầy muốn làm một Phật sự dù lớn dù nhỏ, không có tiền của thì không thể làm được. Tôi nói là thế này quý vị Phật tử lưu ý: tu là phải bỏ tiền ra dụ, mướn nữa, chứ không phải dễ đâu. Mướn tu nữa. Hồi trước năm 59-60 tôi nhớ, cái đường Ngô Gia Tự bây giờ, có cái gia đình Phật tử đó, ông con thì làm ở trong hàng không Việt Nam, ông bố ở nhà thì tới tuổi hưu rồi, ông về. Mà gia đình thì cơm gạo rất là đầy đủ. Con thì nói: bố ơi, bây giờ tuổi già rồi, bố về bố niệm Phật thôi, đừng làm gì hết. Thì con nghĩ rằng Phật độ bố, Phật rước bố, chứ còn tụi con lúc đó bất lực không làm gì được đâu. Thương thì cho ăn thôi, chứ còn không thể nào lo cho bố được về cái đời sống tương lai đâu. Nhưng mà ông nhà, ông già, ông bố thì nghe nghe cũng như là gió thổi lỗ tai thôi, không có đếm xỉa gì hết. Thế thì ông rất là ham tiền. Sáng ông ra ngoài trước cửa đó, ông lấy một cái chàng đang bằng tre đó, tròn 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 vậy đó, rồi ông bán tim đèn, đá hột quẹt, rồi gì đó lủng khủng bưng ra bán. Rồi được đồng nào lời đó, xếp cái tờ giấy bạc làm tư, đút xuống nệm cắt vậy thôi. Tất cả mọi việc thì con ở nhà lo hết, mà niệm Phật thì không niệm. Bữa đó người con mới đến chùa Ấn Quang thưa với Hòa là Thượng Thiền Hòa, nói cái trình bày cái sự việc: bố con thì bây giờ có điều kiện niệm Phật lắm, mà con khuyên bố không nghe, bố con ham tiền lắm, bây giờ thầy có cách nào thầy giúp giùm con, là khuyên bố con niệm Phật ra, con lại thầy ngàn lại con cũng lại. Thầy nói thôi được, thì chú Nhật thì đã hữu đưa ông cụ qua thầy. Thì chú Nhật nói hai bố con dẫn qua chùa Ấn Quang, thì Hòa Thượng cũng ngồi nói chuyện thầy trò này kia khác nào, rồi hỏi thăm cái chuyện làm ăn đó mà. Thì ông cụ mới thuật cho Hòa Thượng nghe là ông bán buôn như vậy. Hòa Thượng nói thôi khỏi, giờ ông bán ngày lời mấy đồng đó, giờ ông cứ niệm Phật thôi, rồi tới tuần lễ rồi ông đến đây tôi trả lương, trả đủ lương, không có mất đâu nè. Ngày mấy đồng thì tôi sẽ trả, tính tuần lễ tôi trả. Thì ông cụ ông nghe cũng có lý. Bây giờ mình ngồi đó nắng, cái nắng nó rọi vậy nè, cũng nắng lắm. Thôi giờ không bán nữa, vô nhà kiếm chỗ mát ngồi niệm Phật, lấy sổ ghi mấy chục sâu, thứ ba mấy chục sâu, thứ tư mấy chục sâu chuối, ghi rõ ràng đàng hoàng, đặng chủ nhật tới lãnh lương, tới chùa Ấn Quang là lãnh lương.
Thế rồi bây giờ cái ông con đó, ông mới lòn tiền ông đưa cho hòa thượng, cái hòa thượng trả lương cho ông bố, chứ giờ làm sao? Thì ông niệm đâu được vài tuần cái ông thấy tiền nhiều quá. Bây giờ mình cố gắng mình nâng lên, đặng mình lãnh lương cao hơn. Ông nói với thằng con, ông nói bây giờ bố lên lầu bố niệm, ở dưới đây nó ồn quá, tao niệm không có được nhiều. Bây giờ là chuyển cái mục đích, cái vị trí lên trên lầu, cái chỗ đó êm ái đây nè, ngồi trải cái chiếc chiếu nhỏ nhỏ vậy thôi, sâu chuỗi, ngồi xây mặt vô vách niệm, niệm đặng được nhiều sâu chuỗi, chứ đâu có nghĩ cái chuyện nhất tâm, cái chuyện vãng sanh gì đâu, ông có cái ước mơ gì hết. Tức là cái tuần đó ông tới ông lãnh tiền nhiều quá. Rồi cái niệm tiếp, cái cuối cùng hết ông ngồi trên lầu ông vãng sanh luôn. Vãng sanh luôn. Thì như vậy đó, là quý vị thấy là niệm Phật mướn đó. Mà còn kết quả. Tức là có phải là tu mình mướn không nè? Mướn rõ ràng. Hồi Đức Phật còn tại thế đó, thì câu chuyện này xảy ra là Cấp Cô Độc trưởng giả mướn thằng con nó tu. Nó ăn chơi dữ lắm, nó không có. Ông mới nói bây giờ con lên Kỳ Hoàng Tinh Xá, con ngồi con nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp mà con thuộc một câu thôi là về bố cho con hai nén vàng. Nó nói dễ quá, mình xin ổng bầm dập ổng không cho. Bây giờ lên trên Kỳ Viên Tinh Xá mà ngồi mà cố mà nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, mình nhớ một câu thôi là về ổng cho hai nén vàng, ăn chơi thoải mái hết hai nén vàng rồi đi nghe nữa. Nó thích như vậy đó, bảo đảm tới chiều về không thua câu nào trời. Không thua câu nào hết. Thì ông bố mới ra điều kiện nói, ngày mai con thuộc hai câu đó là bố tăng lương lên là được bốn nén. Trời, nó mừng quá trời quá đó. Một câu được hai nén, mà hai câu thì được bốn nén. Cho nên sáng nó đến sớm, nó dành chỗ nó ngồi gần Đức Phật. Chứ nó sợ nó ngồi tuốt làm sao kia rồi nghe không được rõ. Nó dành chỗ nó lên, nó ngồi kế bên Đức Thế Tôn, ngồi tới chiều chẳng thuộc câu nào hết. Về ông bố mới mướn nữa, mai thuộc ba câu rồi được sáu nén. Đến ngày thứ tư ông ngồi ông nghe rồi ông chứng quả luôn. Chứng quả luôn. Đến cái ngày thứ tư đó được bốn câu, thì cuối cùng hết nó thuộc được bốn câu kệ là đắc quả Tu Đà Hoàng. Về ông Cấp Cô Độc cho nó vàng quá trời, nó nói thôi đắc quả rồi thôi, đâu có đi chơi nữa đâu, nhận dạng. Như vậy là phải mướn tu.